không? Đi đánh cả ô tô đi. Có thể là quê em ạ. Vàng ghê nhỉ. Vàng. Bao tiền đấy anh? 3.50 đồng. Vàng đấy. Thân này. Thân toàn ốc nhồi đậu ấy. Ốc tiêu, ốc nhồi đậu. Còn con này 21 triệu. 1 triệu. Giả làm rõ không? Vâng. Đấy, quên kêu nhá. Rồi. Đây ấy, đây đó. 25 triệu. Tóc vàng. Tóc vàng bao nhiêu? 4.5 triệu. Đây, cộng đây. Cóc rồi. Đấy, thân rồi. Thân cóc luôn này. Xanh lá nhựa. Cóc đế đại vương. À đây con này quay rồi. Lưu lạc mấy nơi rồi. Đây con. Cái này thì bao nhiêu? 25. Cái con mới lấy ủa nhà giờ cất à? Cất à? Cất, cất. Qua thì giờ hoành lên quanh ở mấy mỗi xay không? Đấy, kia nhìn cái gầm gừ ngay phết này. Biết làm gầm gừ. Đấy, vàng. Về là đàn than thì rượu hết rượu, chỉ đến kia. Ok rồi. Nơi ra là than. Mình em về là. Sang đây có cây nào ăn được không? Lâu lắm mới gặp người Hùng. Cây nào với EV không anh? Tôi này vào tiền cây đây. 35. Cây này 35 cây kia 45 à? Đang ở trên Tùng. 17 triệu. Đấy. Thân rất là quái. Cò lắc tiếp. 35 về 45. Một cây 35, một cây 45 đúng không nhỉ? 35, cây này 45. To là 25. À to 25 à? Cái cây nào 35? À cái to này 25. Cây có lan đấy, được cả lan đấy. À. Đấy, từ trên đỉnh xuống các bác xem. Đó. Làm nó bắt à? À, em à. Không làm mới gặp. Nhưng hôm nay em thì ra. À, đi vào nữa. Là hai anh em bán được nhiều vậy. Anh đi làm suốt mà. Đi vào vườn nước. Đấy. Quay được một mặt. Với lại trên đỉnh xuống. Ôi. Có nhìn xem có tiêu hóa được không? Đây con này 25. Hồng. Nghiên cứu kinh ấy, nhiều người ấy. Là nó bẻ cúc hồng. Ờ, nó quê mà. Quê này. Quê, là si quê, quê thích cái này lắm. Đấy, 25 này các bác. Nhìn cổ tay thì ổn đấy. Cách chui vào đây được, đằng sau còn có ba lô đấy, chui vào được các bác. Thông cảm.
bên Vincom rồi về đây anh. Anh làm đúng rồi. Cây sam núi hôm có quay rồi đây. Dạy viết Oro tiếp nhỉ, Oro 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 ngày xưa cũng dùng chân rào như dưới đây. Oro đấy, bao nhiêu tiền cây này đây? Bao nhiêu tiền cây này anh ơi? Bán rồi, bán rồi à? Lâu lắm mới thấy cây Goro to này. Cái này mình từng trào nhiều lắm. Đấy, ngày xưa nhiều, ăn quả anh biết không? Bây giờ nhiều. Bây giờ phá hết, bây giờ bê tông hết. Bán rồi. Cái này chắc bên trong kia ra chứ mình không còn cách trồng với lại lúa nước này bên trong. Đẹp nhỉ. Lá cái này coi là sắc lắm, lá dày như thế rồi, quả quả ăn được ngon. Họ hàng nhà chuối phải nhà bán. Xóm nó có một dãy gốc to này xin là nó không cho. Chắc phải tiền khi nào nó xây tường thì nó gọi là cho một đào đào hết cái dây mình qua mình cậy ngon bớ rồi, gốc bé nhất bằng này. Đấy, Boro. Đào về mới ương được to vào đấy. Đấy, nuôi được thì tội gì. Boro Boro, Boro. Còn đây là còn lại là toàn những cái cũ thôi. Cái cũ Quách Tĩnh, cây của Quách Tĩnh. Đấy, Vạn Phúc vẫn luôn là vùng đất tiềm năng các bác ạ. Dù ở đâu triển lãm hay quanh quanh Hà Nội có, ở đây vẫn phải có duy trì. Và những cây hay vẫn ra đây các bác nhé. Một số cây hay vẫn ra đây. Để tôi sang bên này một chút. Để nốt chỗ này để kết thúc. Ô kia rừng hồng phấn. Rừng à? Rừng đấy không? Rừng dưới này thì quay rồi. Canh châu không nhìn thấy rõ tay cành nó như nào, hình như là chỉ có gốc xong rồi lấy tán luôn, không biết của ai. Sùng đâu của mắc cả cây nào đấy? Cái xanh với cả cái sung. À, sung lấy bao tiền? Sung là bao tiền đấy? Mua 50 bán bao nhiêu bán củ à? Mua 50 đấy. Đang này tôi có đọc số ở miền Nam mua gửi vào cho. Không. Đọc số nghệ nhân lâu lắm. Tôi mua này của cái thằng đấy. Đọc số điện thoại. Không xuống xuống quên. Quên rồi. Ai chủ đuôi đuôi ai. Chết giờ. Thế thì anh em là thích lại ra chợ gặp thôi. Ra chợ gặp thôi. Cái canh châu là của ông nào không biết? Của ông bán rau kéo 12 triệu. À 12 triệu. À, ông bán rau kéo thi thoảng ông mang 1-2 cây ra. Chủ yếu bán rau kéo. Đấy cây này năm mua 550 rồi thì ai mua thêm thì cứ ra đây nhé. Nghệ nhân Hà. Hà nghệ nhân Phượng Vĩ. Đấy. Bác ạ. Chào nghệ nhân. Chào. Nghệ nhân có cái cây này rất hay. Đấy, cây con tôm. Con tôm càng. Tôm.
Hôm nay chúng vựa tôm ấy, mùa tôm là chúng ấy. Mùa tôm. Đây là ông tôm của ông là tôm bao nhiêu? Hùm, đây tôm hùm này. Tôm hùm ông là bao nhiêu đây? Bao tiền? Con này có 8 ào. Đây là bán con nhưng không bán cân nhé. Vâng, bán con. 8 đồng, 8 triệu. 8 triệu. Đây thì còn nghệ nhân này. Dạ. Cái này nó hơi ấy, nó cắt mẹ luôn đi có được không? Đây nuôi lại cái này. Hả? Nuôi lại cái này. Nuôi okay. Lại cái này mới là đẹp đấy. Vâng, ok. Cái này. Đấy, còn cái cây này thì sao? Cái này 2 triệu. 2 triệu. À. Chất lượng. Đây đó nhỉ, của ông đây. À. Bao tiền đấy bác? Cái này bao tiền? 2 triệu rưỡi. Wow. Dạ. Đây nữa nhỉ. Đây là của bác này hay là của mình ạ? Bao tiền cái này đấy? 8 triệu. Đấy, đẹp chưa đẹp. Cắt giật quá ổn luôn. Cắt giật đẹp đấy. Cắt giật đẹp. Siêu, cái siêu. Để trên một cái an chữ nhật đẹp. 8 triệu. Cây này mà có số liên hệ mà người ta mua thì tốt quá. Nhiều chắc nhiều người thích ấy. Cứ đọc số của cứ đọc 0973 0973 73 1083. Đấy. Số của ông xã đây đúng không? Đấy, cây này chắc là nhiều người thích ấy. 8 triệu. Cắt dần rất là hay. Đang bảo 8 triệu. Mai bò. Có gì đéo cởi được à? Đéo thế nào như nào? À, xong thế nào? Đây đẹp nhỉ? Đéo. Cắt dần hay mà chân có quất luôn bệ đẹp này. Thế bê bảo nó vậy. Thế nào cũng ra với người ta. Sơn. Đéo có anh chẳng có gì đâu. Để ông xếp bảo. Gạo ấy làm con đấy về cho khỏi thiếu gạo. Đập đìa. Lấy số đi. Anh nghỉ chờ từ mấy hôm nay. Lấy số. Lấy số không phép đi. Cái này hay đấy. Chia cái gì đấy? Thực vi. Thực vi. Thực vi à? Thực vi không tinh. Cái bao tiền? Thực vi 4 triệu. Đấy. Xanh em mấy củ người em? Mơ lại điện cho em bảo là đất đập tiền. Cái đẹp. Chê không? Cái treo này nó đâm vào. Đúng rồi. Gắn vào. Cái đấy rất hay này. Chúc Hương giao lưu thành công. Sí. Quá. Giờ chiều 2 Hương ạ. À? Bản gốc đi 33 chiều 2. Ok các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phía tiếp theo.